Hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối tuần quý học viên khỏe không? Thầy thì nhắn là vui vui lắm đó nhỉ. Đi gì? Ngày mai lại gặp nhau nữa. Thầy chúng ta sẽ vô bài học. Dạ, thầy đánh gì luôn nè. Tháng thứ bảy đó luôn á. Phải không? Không vậy à? Không biết. Họ thấy. Ôi, được tốt. Nếu được vậy thì... Nếu được vậy thì tốt. Vậy hả? Để coi thầy bó biểu lại nha. Tại vì thầy bó biểu... Dạ, con lại. Chắc có lẽ là chắc thầy học viện thấy thầy nhiều việc tốt cho nên nhờ một tuần á, cũng tốt. Hả? Thì trả lại cái bài hôm trước thì chúng ta... Nhưng mà thầy trả lại một vài điểm thầy chút xíu ha. Có năm cái sáu pháp vô vi này nó có những cái đặc biệt mà sáu pháp vô vi này á nó nằm trong cái pháp mà chúng ta có thể tu đạt hoặc là chứng nhập, cho nên nó rất là quan trọng. Còn những 96 pháp kia là cái pháp tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp, cho nên những cái đó nó là duyên sanh hay là duyên khởi, hay là mấy các pháp đó đều là cái pháp lai động biến diệt sanh diệt ha. Cho nên nó đều nằm trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì thì vậy 94 cái pháp mà sanh diệt như vậy đó thì nó hiện hữu ra, hay là trong cái những muôn ngàn cái pháp như vậy thì trong đó nó có sáu pháp không có gọi là sáu pháp vô vi, tưởng chừng như là không có sanh diệt, nhưng thật ra thì nó có một vài cái tính chất, cũng như cái tính chất thứ sáu và cái tính chất thứ nhất, cũng như là cái pháp hư không vô vi là thứ nhất đó, và cái chân như vô vi là hai cái pháp này, hai cái pháp đặc biệt trong sáu pháp. Trong sáu pháp thì đã đặc biệt rồi, nhưng mà trong sáu pháp này thì hai pháp này nó lại đặc biệt nha. Nó vượt ra ngoài tâm ý thức của mình, hay nói cách khác
muốn đạt, muốn nó sau này nó trở thành là cái tứ trí hay là trở thành là cái pháp thường trụ. À, cho nên nó đặc biệt. Còn cái trạch diệt vô vi thì những cái đó nó là nó biểu hiện cho cái dụng của cái sự mà trí tuệ hay là trạch diệt hay là hiểu biết ha. À, mà không cần phải trạch lập, không cần phải phân biệt hay lựa chọn hay là diệt trừ một cái pháp gì để nó sanh pháp gì, hay là diệt trừ cái pháp gì để hiểu pháp gì. À, không cần như vậy, thấy không? Đó là trạch diệt, nghĩa là do cái hiểu biết, do cái sự tu chứng đắc của mình từng bậc á, mà mình hiểu biết các pháp một cách rất là tường tận và rõ ràng. À, như vậy nhưng mà vì thế nên gọi là cái trạch diệt vô vi, những cái cho nên nó không cần phải phải dùng cái não bộ của mình để mình hiểu biết hay mình phân biệt hay lựa chọn. À, nhưng mà khi mình nói đến cái pháp này, cái thứ hai này, thì tự nhiên mình hiểu rõ các pháp một cách tường tận. Đó, vì vậy đó là như vậy. À, còn cái thứ ba thì khi trạch diệt vô vi thì không, thì nó có không, không cần phải là chẳng phải mà lựa chọn, chẳng phải cần lựa chọn. À, chẳng phải cần lựa chọn hay là trừ diệt các pháp mà ô nhiễm mà nó chuyển bài các pháp thanh tịnh, hay là không cần diệt trừ những cái pháp cấu trần phiền não của mình mà để nó chuyển bài cái trí tuệ. À, cũng chẳng cần, nó hiện hữu như vậy, hoặc là khi tới đây rồi thì mình tu rồi thì tự động nó là như vậy, tự động của cái dụng trí tuệ của mình nó là như vậy, nhưng nó không phải là thể tánh trí tuệ. Ha, ví dụ mình do tu cái gì đó, một cái có thể ngoại đạo nó cũng có, ngoại đạo nó tu định nó sanh huệ cũng có. Ha, cho nên cái này nó không bao gồm là cái trí tuệ của tự tánh. Đó, mình hiểu nó như vậy thôi. Ha, nhưng mà chẳng phải cần lựa chọn để diệt trừ cái pháp nào mà để sanh cái trí tuệ hay là sanh cái hiểu biết hay là rõ ràng. Cũng như bây giờ mình phải tu cái thiền định rồi nó phát sanh trí tuệ hay là diệt trừ cái gì để nó sanh trí tuệ, nếu mình tu cái pháp sở hành của cái thiền định hay là cái gì, cái huệ nó tự động nó sẽ phân biệt các pháp mà chẳng cần mà khởi diệt một cái gì để nó nó phát huệ. À, thì cái huệ này nó làm như vậy, thì là khi trạch diệt vô vi là chẳng cần. Đó, như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tánh mà cái tánh cũng như cái thể tánh chân như thể tánh thanh tịnh, thể tánh sáng suốt của Phật tánh, của cái dụng của Phật tánh, hay là thể tánh của Phật tánh của mỗi chúng sanh đó, nó đã như vậy rồi. À, nhưng mà khi mình tu cái thiền định này, khỏi cần phải diệt cái phiền não gì đó để nó sanh cái trí tuệ này, chỉ cần mình tu đạt đến cái đó thì tự nhiên cái dụng của tự tánh, cái dụng của trí tuệ, mặc dầu nó chưa hiển bày hết, nhưng mà nó cũng phát sanh trí tuệ, mà khỏi cần phải, không cần phải lựa chọn để diệt trừ cái gì hết. À, cũng như nó tự động, cũng như bây giờ thì cái tự động như thế nào, tự động như mình nói là giữ giới ha thì sanh thiền định, do thiền định mà tự động nó sanh trí tuệ. Mình không cần phải diệt trừ cái gì hết, chỉ cần giữ cái đó, chỉ cần duy trì cái đó thì tự động mỗi nó theo cái đó ha. À, cũng như thiền định sanh trí tuệ, mà muốn được thiền định thì phải giữ dị giới, ví dụ nha, thì không cần phải diệt trừ, phải không? Chỉ cần giữ thôi là không cần phải diệt trừ cái pháp nào để nó sanh cái trí tuệ. Tại thì hiểu nó như vậy. Bởi vì các pháp hữu vi đó, các pháp hữu vi á, thì tất cả các pháp đó đó, bởi vì nó qua cái sự thiết yếu của cái nhân duyên sanh khởi, nó vốn nó không có thật,
ha, thì nó có mang cái pháp mà hữu vi, nó mang cái pháp hữu vi tạp nhiễm, cho nên nó mới đòi sanh là cái pháp mà khi chập diệt là không cần phải lửa gì hết, mình không có cần phải lửa gì hết. Mình nói chung cách khác thì cái nghĩa này nó mang cái nghĩa như vậy, nhưng mà nó chẳng không cần lựa chọn để diệt trừ phiền não mà sanh cái trí tuệ, bởi vì trí tuệ nó là như thế. Nhưng cái này là nó không phải là cái trí tuệ của tự tánh, bởi vì ngoại đạo tà ma nó cũng có thể tu cái thiền định rồi nó cũng phi chập diệt vô nhưng khi nó cũng sanh cái pháp và cái vô vi thứ ba này, phải không? Đó là như vậy, cho nên nó không phải là cái tự tánh của trí tuệ. Rồi bất động diệt thì giống như bây giờ bất động diệt là do tu thiền định, tà ma ngoại đạo nó cũng tu thiền định, cho đến cảnh trời cũng tu thiền định đó, hoặc là phàm phu cũng có thể tu thiền định. Thì do cái thiền định này mà bất động, mà hay nói cách khác tất cả những cái gì xâm nhập hại đến đó, thì không thể được do cái thiền định này mà nó diệt trừ, hay là do cái thiền định này bất động, do cái sự bất động đó mà tất cả những cái gì mà bất chấp, những cái pháp gì làm hại đến đó, đều không thể được. Cũng như cách khác, do tu cái thiền định này, bất động diệt vô ni di này, mà tất cả các pháp hữu di không thể nào phá hoại nó được. Cái giống như mình bây giờ có hữu tướng, thì có thể vật nào nó đụng đến mình, hay người nào đánh mình, hay là cái gì nó gia chạm đến mình. Nhưng mà cái này mình là cái pháp, cũng như mình có cái tướng, có tướng mà không có tướng, thì không có vật thể nào nó đụng đến mình. Cũng như hiểu không? Thì cái này là bất động, là bất động diệt vô vi. Nhưng mà bất động ở đây là bởi vì nó có cái chữ vô vi, cho nên á, không có ai làm hại nó được. Đó, cũng như mình giống như mình ngồi ở đây, mà mình mang cái tướng, có cái tướng ngồi mà không, người ta không gọi là hữu hình vô thể, thì không có vật thể nào đó tác động đến mình được. Thì thầy tám thầy giải thích như vậy thôi, thì đó là bất động diệt vô vi. Cũng như bây giờ mình có thể mình tu cái cảnh giới này bất động diệt vô vi rồi, thì đạt được cái bất động á, thì cái bất động này nó mang cái nghĩa vô vi. Mà cái nghĩa vô vi như vậy á, thì tất cả các vật thể, các cái sự các pháp làm hại đến không được. Cũng như vậy giờ đó, nếu mình á, có thể là nước nè, gió nè, lửa nè, hay nó cách khác, những vật thể gì nó cũng làm hại đến mình. Nhưng mà bởi vì mình mang cái thân thể vô vi, bất động diệt thân vô vi, ví dụ thì những cái tai ương quả gửi này nó không thể nào hại đến cái thân của mình được. Nhưng nó không phải là cái tự tánh của cái tự tánh giác ngộ của mình, phải không? Cho nên nó, bởi vì nó chưa có thành, nó chỉ thành tựu được cái diệu dụng của cái bất động diệt vô vi thôi, chứ không phải là nó thể hiện được cái diệu dụng của tự tánh. Đó, nó khác thiệt, ha. Cho nên, nhưng mà nó nằm trong cái pháp vô vi, cho nên liệt kê nó trong này, nó là như vậy. Đó, thọ tưởng diệt vô vi. Đó, khi bây giờ mình diệt tận định hay là diệt trừ hết tất cả những cái gì, bây giờ hai cái chữ là thọ là tưởng, là bây giờ mình dịch cho từng từ, hay mình hiểu từng từ. Thọ là cảm thọ của mình, tưởng là cái suy nghĩ của mình, ha. Thì bây giờ thọ tưởng diệt vô vi, ha. Bây giờ cũng như bây giờ mình á, không phải lấy cái thân này cảm thọ, ha, lấy cái tâm mình cảm thọ, mà tâm thì nó không liên quan đến thân, cho nên á, thì cái tâm nó là không phải thân, thì nó không phải thân, tức là nó già vô vô vi. Thì tại xin nói thầy mượn từ để thầy giải thích cho quý vị hiểu có cái khái niệm ha. Thì quý vị thấy nè, thọ là cảm thọ của mình, ha. Cũng như bây giờ cái cảm thọ đó, có thể mình đi gặp một cái gì đó, cảm thọ là trong tâm, mà trong tâm nó không phải là vật thể. Khi mà mình đi đâu mình vui, mình trở về mình cảm thấy suy nghĩ, mình cảm thấy cũng vẫn còn vui,
thì cái đó mình có nhìn cái tướng nó ra, cái tướng vui ra không, tìm cái tướng vui ra không, hay là mình tìm cái gì mà nó mang cái pháp thủ và cái tướng đó không, mình thấy. Nhưng mà mình ai cũng biết mình vui, ví dụ như thì cái thọ với cái tưởng nó cũng như thế. Như vậy nên mình gọi là thọ tưởng gì chưa duy, là bởi vì nó nằm trong cái tâm của mình ha. Vì vậy nó là vô chưa duy. Nhưng mà khi mà cái thọ này á, thì đâu có ai mà hại đến được đâu, hoặc là đâu có ai phá hoại được đâu ha. Nhưng mà nó nằm trong vô duy, nhưng mà chỉ đó là cái trong tâm tưởng của mình, trong lý tưởng của mình, trong cái tưởng niệm của mình, trong cái tâm tưởng, trong cái tâm sở sanh, không còn tâm sanh, cũng như mình không có còn không có không, giống như mình là cái trong tâm tưởng của mình, cái tâm này nó thọ nhận cái cảm đó, cái tưởng cảm đó, hoặc là thọ nhận cái cảm xúc hay cái thọ đó, thọ là nhận lãnh đó. Và những cái tâm sanh tưởng như vậy thì nó vượt ra ngoài cái pháp hữu gì, cho nên khác vào nó là cái pháp vô gì, để đối chọi với hữu gì, là cái này nó không có bị vật thể, hay là không có bị cái gì đó mà bị phá hoại. Nhưng nó cũng không phải là cái thọ, cái tưởng của tự tánh cái gì đó, cho nên mình phải phân biệt ra. Rồi là cái thứ sáu này là cái rất là đặc biệt đó. Thì hai nghe cái chữ chân như là mình rất là có ấn tượng là không? Rồi hai cái chữ chân như đó, chân như Phật tánh, không? Nhưng mà cái chân như Phật tánh nó cũng nằm trong cái pháp vô vi. Thì nói ra pháp thì nó là pháp vô vi thôi, chứ thực tế ra thì mượn cái từ này nói cho cái chân như đó, thì để mà khác vào vô vi á, thì nó không có sát, không có hiểu nghĩa được, bao hàm hết được cái từ chân như à. Phía còn á, bây giờ trong cái chân như này thì lìa tất cả những cái tâm tưởng, những cái gì đó nó diễn bàn cho cái pháp mà bản thể của mình cái pháp bản thể của mình, cũng như bây giờ cái bản thể của mình, cái tự tánh thanh tịnh của mình, tự tánh Phật tánh của mình, thì không ai biết hết, không ai nhìn thấy được hết, cũng không có ai phát hiện nó ra được hết. Quý vị thấy không? Bởi vì nhớ, khi mà nó cổ chỉ tại sao không ai nhìn thấy, không ai phát hiện, thì tại sao biết nó? Đúng như bây giờ trên như vô vi thì đã là không có nhìn thấy, không phát hiện, thì ai là người biết nó? Nếu mà không có người biết nó thì tại sao đặt cho nó cái tên này? Nó cũng là mâu thuẫn à. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái này, cái nghĩa này nó vốn là không có cái pháp đối đãi ha. Đó, nó không có cái pháp đối đãi mà nó có cái pháp cùng khắp, cho nên á, thể mà đã cùng khắp rồi thì không có năng sở. Đúng vậy ha. Mà khi mà có năng sở mà có người phát hiện nó ra là tức là có năng sở ha. Đó, cho nên mấy cái nghĩa đó là cái nghĩa đặc biệt trong cái chân như. Chân như là chân và chân thật. Như là, cũng như mình nói, Như Lai là cái nghĩa không có đi đến. Đó, thì cái nghĩa chân như là chân và chân thật. Như là không có, như bản thể, như tự tánh. Chỉ có dùng lượng cái từ mình hiểu như vậy thôi. Nhưng mình hiểu được cái nghĩa này thì bây giờ nó đã cồn khắp rồi thì không có ai thấy nó, mà không ai thấy nó thì đặt cho nó gọi là vô vi thôi. Cũng như đối với cái pháp hữu vi, nhưng mà cái tể tánh này mà đối với cái pháp hữu vi vô vi đó thì cũng không thể so sánh được, cũng không thể mà ví dụ ẩn được, là bởi vì pháp này nó không phải là vô, cũng không phải là hữu. Cái chân như này không phải vô, cũng không phải hữu. Nó ngược lại, khi mình mượn những cái từ để mình giải thích nó thôi, nhưng mà nó không phải vô, nó không phải hữu. Bởi vì vô thì đối với hữu, hữu đối với vô. Còn cái âm này đó thì nó lại là cái thể tánh giác ngộ của mỗi chúng sanh, là chân như Phật tánh của mình đó. Thì
Quý vị thấy trong này chúng ta thấy đó là bây giờ tới đây thì đã tạm thời chúng ta hiểu và giải thích rõ, giải thích sơ lược và đã có một cái khái niệm về một trăm pháp ha, giống như trong cái luận đã giải thích đã nói đó. Quý vị lặp lại cái trang mà đầu tiên thì trở lại một cái đề tài rất là cụ thể để thầy nhắc lại cho quý vị thấy cái trang đầu tiên á, cái trang mà thầy mình ở đây thầy không có cái số, cái trang thứ 15 á ha, trong cái sách này thì trang thứ 15 đó. Thì quý vị thấy à, hỏi nè, như lời Phật dạy nha, trả lại cái vấn đề này thì mình đã học tạm thời tới đây là 100 pháp đã giải thích một cách khá quát rồi, sơ lược rồi. Hỏi như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Như thế nè, bây giờ tất cả các pháp đều vô ngã, vậy cái gì là tất cả các pháp và sao gọi là vô ngã? Đó, bây giờ thấy nè, đáp nè, tất cả các pháp tuy nhiều, thì thầy nói đó, nhiều khi á 100 pháp ha, một pháp cho đến 100 pháp, cho đến 640 pháp, 600 là gì đó, cho đến 84.000 pháp, thì bao gồm là con số ước lượng, con số tượng trưng, con số có thể nói ra, nhưng tóm khâu lại á thì trong cái bài này mặc dù buông ra thì nói 84.000 pháp ha, nhưng mà tóm thâu lại trong cái luận mà chúng ta đang học thì đúc kết là 100 pháp gì ha. Thế cho nên tất cả các pháp tuy nhiều là bao gồm 84.000, nhưng tóm thâu lại thì 100 pháp chia làm 5 loại mà đang học cái luận của chúng ta đang học thì chia làm 5 loại. Thứ nhất là tâm pháp thì có 8, có gì thấy nè, đó, mắt tâm mũi lưỡi thân ý gì đó, 6 căn gì đó, cho đến cái thức thứ 8 rồi á, tâm sở hữu pháp thì quý vị thấy đó, tâm sở hữu pháp thì nó tùy thuộc vào tâm pháp và sắc pháp thì bao gồm tất cả là 31, rồi sắc pháp, rồi tâm bất tương ưng hành pháp 34 và vô vi pháp, thì tới đây chúng ta đã học 100 pháp. Thì trả lời cái câu hỏi rằng như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã, vậy cái gì là tất cả các pháp, sao gọi là vô ngã? Thì tất cả các pháp tuy nhiều nhưng tóm thâu lại là 100 pháp. Thì chúng ta đã liệt kê và chúng ta đã 100 pháp, thì chúng ta đã hiểu sơ lược đến 100 pháp rồi đó. Ok, thì chúng ta thấy qua nè, thì cái trang mà thứ 17 đó, thì trong cái bài kệ này nè, nhất thiết tối thắng cố ha, đó, giữ thử tương ưng cố, nhị sở hiện ảnh cố, tam thị sai biệt cố, tứ sở hiển thị cố, như thị thứ đệ. Thì hòa thượng tạm thời dịch đó, theo cái thứ lớp như vậy, tâm vương thân tất cả thì tâm vương cùng với tâm sở xâm sở hợp nhau do hai món tâm vương và tâm sở mà hiện ra cảnh tượng sắc pháp, do ba món tâm vương và tâm sở, quý vị thấy nè, và sắc pháp là sao bây giờ đó, tâm mình nghe nói ba món tâm vương tâm sở là sắc pháp là sao, tâm căn trần thức hoặc là tâm đó, hoặc là tâm vương sắc pháp và tâm sở hữu pháp. Cái từ nó như vậy, mặc dù mình nghe thấy nó lạ lắm, nhưng mà nó cái nguồn gốc của nó căn trần thức hay là tâm pháp, sắc pháp và tâm sở hữu pháp. Như vậy đó, nó có lớp làm vậy đó, thì chúng ta nghe chúng ta hiểu được. Mà nói đến lúc đầu thì ta vô ta nói ok lục căn lục trần lục thức, nhưng mà bây giờ ngược lại tâm ha sắc và tâm sở hữu pháp thì nó cũng như vậy thôi, nó không có gì khác cả nhưng mà nó thể hiện qua cái danh từ nó khác thôi, nhưng mà nó là nguồn gốc như vậy. Thì quý vị thấy
nó làm là do ba món, thấy không? Do ba món, ha, thì cuối cái trang thứ 17 á, do ba món, ha, tâm hương, ha, tâm hương là sáu tám pháp đó, tám cái tâm hương của mình đó là tâm hương, tâm hương, rồi do là tâm sở, à, tâm sở, ha, đó là hai, đó là rồi sắc pháp là ba, thì đó là như vậy, thì kết nối từng rước nó từng như vậy. Và thành ra 24 món sai khác, à, bất tương ưng hành do bốn món tâm hương và tâm sở bất tương ưng hành đều thuộc về pháp hữu di, nên hiện ra cái sáu pháp vô di, thì đó bao gồm là 94 pháp, cho nên nhưng mà 94 pháp diễn tả cho cái tâm hương tâm thức của mình đó, nó không đủ, tại vì 94 pháp chỉ hiện bài cho cái sắc pháp, hiện bài cho cái tâm sở hữu pháp, hay là nói cách khác là chỉ hiện bài cho cái pháp hữu di, mà pháp hữu di thì nó không bao gồm tâm, à, nó bao gồm tâm, cho nên muốn bao gồm tâm thì phải hữu di pháp nó mới lòi ra, đó là như vậy. Có gì ạ? Sao kỳ vậy? Thế nhưng mà nó cũng nằm đó thôi. Tại thầy thì giảng cái đó thì giảng rộng đó thôi. Đó, thì bây giờ đó, thì bây giờ thôi. Cáp thì phải lật qua. Lật qua cho đến cái này con có cáp hay không nha. Ok, quý vị thấy có cái phần 2 không? Hả? Phần 2 là gì? Lượng chủ trả lời câu hỏi thứ 2, sao gọi là vô ngã? Bây giờ tất cả các pháp là vô ngã, thì sao bây giờ lượng chủ trả lời á? Sao gọi là vô ngã? Phải không? Thì mình bắt đầu lượng chủ trả lời. À, thì nó là tất cả các pháp đều là vô ngã, thấy không? Sao gọi là tất cả các pháp? Tuy nhiều, à, tất cả pháp tuy nhiều nhưng tóm thâu lại thành 100 pháp. Bây giờ nói gì tất cả các pháp thì sao gọi là vô ngã? Đó, thì bây giờ cái câu thứ nhất mình đã trả lời là tất cả các pháp đều là vô ngã như lời Đức Phật dạy. Cho nên cái khác chánh văn đó nên là như Thế Tôn ngôn. Đó, cái kiểu như vậy, như lời Phật dạy tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy cái gì là tất cả các pháp? Sao gọi là vô ngã? Thì cái vấn đề của mình là luận ngay trên chỗ đó, hiểu được, luận ngay trên chỗ cái pháp đó, sao gọi là vô ngã? À, là như vậy. Thì quý vị thấy cái 100 pháp đại thừa có chứ có lập được không? Luận đại thừa 100 pháp. 113 hả? Ok, luận đại thừa 100 pháp, có nhìn thấy nha. Đáng thôi thầy học, thầy giả một trường học một nẻo. Rồi, trang 13 hay 10 gì ta không bằng biết. Hỏi như lời Phật dạy, có không? Tại vì thầy không có muốn rời ra cái sách này. Thầy muốn thầy lại giảng rộng ra, nhưng mà thầy không muốn rời ra cái sách này. Để cho quý vị theo cái sách này, quý vị nhớ. Ha. À, phải không? Ủa sao kỳ vậy? Thầy không có, thầy chỉ có cái danh dịch thôi. Chứ thầy không có cái danh. À, phải không? Như lời Phật dạy, hỏi như lời Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy cái gì là tất cả các pháp? Sao gọi là vô ngã? Đó là chính trong cái văn học, trong cái quyển sách đó là thầy đọc từng chữ đó, phải không? Đáp rằng tất cả các pháp tuy nhiều nhưng tóm thâu lại 100 pháp chia làm năm loại. Thì bây giờ đã nói như là bây giờ mình hiểu là chữ vô ngã, thì bây giờ mình đang vấn đề là hỏi cái chữ vô ngã đó, thì 100 pháp đều là vô ngã. Thì bây giờ qua một cái chủ nghĩa trăm pháp, nó qua một cái đó là bài thứ nhất, qua bài phần thứ hai nè, phần thứ hai nè, nói vô ngã lược, à, vô ngã lược lại gồm có hai. Vô ngã đó thì có hai, cái gì thế, vô ngã có hai. Vậy cái gì
nhân vô ngã, nhân là người ha, nhân vô vô ngã à, và pháp vô ngã. Nhân cũng có thể hiểu sâu nữa, cũng có thể là nhân nữa. Okay. Nhân vô ngã à, cái nhân chứ không phải cái nhân đó, chứ không phải là nhân nó con người không, mà cái nhân tại vì nó con người nó chưa bao gồm các loài vật à, cũng còn thiếu loài vật cũng là có cái ngã gì không đó, cho nên nó bao gồm hết người mà bao gồm gồm luôn cả nhân. Nhân ở đây là cái nhân phát sinh của cái sự cái quả ví dụ đó, thì bao gồm đó. Thì thầy muốn cho cái gì sâu sắc đi một chút, nếu mà nói theo cái chữ nhân vô ngã và pháp vô ngã thì người ta sẽ hiểu rằng có con người và pháp thôi, thì bao thì nó chưa có bao gồm các loại động vật chúng sanh, nên thì nó như vậy. Thì có cái chữ cái câu nói là vô ngã lược có hai món không? Quý vị tới thấy cái trên trang đổ sách mình có cái này chưa? Rồi, thầy không có biết tại thầy tới sách của thầy tới trang 19 à. Đó, thì nói là vô ngã. Vậy thì sao gọi là vô ngã? À, thì mới nói là vô ngã có hai nghĩa. Một là nhân vô ngã, hai là pháp vô vô ngã. Đó, chúng ta thấy đó. Thì bây giờ hòa thượng nè, lược giải nè. Ha, chúng sanh chấp cái thân này, chúng nhân chấp cái thân này, tâm này thật là ta, thân của ta, tâm của ta, thì chấp cái ta này thấy không, là thật là cái ngã của ta, đó là nhân nhân ngã chấp đó. Thì cái tứ ta như thế này là nhân ngã chấp núi sông à, đất đai hay là sông ngòi nước cái gì đó, tất cả những cái cảnh vật hay những cái pháp bên ngoài đó, sở hiện bên ngoài đó à, thì có là thật, cho nên gọi là pháp vô ngã đó. Thì bây giờ mình thấy đó, vì nhân không có và pháp cũng không có thật, nên Phật gọi rằng tất cả các pháp vô ngã, tức là nhân không thật và pháp cũng không thật. Vậy như thế là luận chủ đã trả lời xong cái câu hỏi thứ hai, thế là vô ngã. Thì nói chữ vô ngã thì bao gồm nhân vô ngã và pháp vô ngã đó. Thì bây giờ chúng ta thấy đó, thì bây giờ mình trở lại mình học cái phần này, giảng rộng nghĩa ra một chút xíu ha. Đó, thì nói cái chữ nói và vô ngã lược có hai món, hay là có hai nhóm ha, nhân vô ngã và pháp vô ngã đó. Thật ra đó, nếu mà cái chữ nói cái chữ nhân không á thì chưa bao gồm, bởi vì thầy mới dám nói là chỉ nói về nhân là con người không thì chưa bao gồm, bởi vì chưa bao gồm à, chúng sanh động vật khác nó có cái thức gì ha, cho nên nói con người không là không, chưa có bao gồm. Cho nên mình muốn đề cập thêm một cái vấn đề khác là chúng hữu tình là nhân vô ngã, các pháp ha, à, các pháp ha, thì gọi là pháp vô ngã, thì nó mới bao gồm được cái ý đó, hay là bao gồm được à, rộng ra. Còn nếu mình nói nhân không là chỉ cho con người không thì không có bao gồm. Cho nên trong này nói nè ha, chúng sanh à, bây giờ thấy không, chúng sanh là bao gồm, thấy không? Cho nên cái nghĩa chúng sanh, bởi vậy thầy mới nói là rộng ra là luôn cả chúng hữu, chúng sanh hữu hữu tình, nó mới đúng như cái nghĩa này, đó là như vậy. Còn nếu mình nói là nhân là tử là có người không thì nó chưa có bao gồm, bởi vì các loài động vật biết đâu nhiều khi mình đời này làm người, đời sau mình tất cả làm hữu tình chúng sanh khác là sao ha, mang thân thể khác rồi sao hả? Cho nên là như vậy, là cho nên là tâm này thật là mình là ta, thế là nhân vô ngã, núi sông đất nước gió lửa gì đó thuộc là cái cảnh vật bên ngoài gọi là pháp vô ngã. Hay mình nói hiểu một cách khác nữa là y báo và chánh báo. Cái từ y báo và chánh báo à, chánh báo tự nhiên là tâm thức, tâm của mình hay là tinh thần của mình
Y báo là những thứ xung quanh vật chất, bao gồm nó phục vụ hay là nó trang trải trước mặt ta trong đời sống của chúng ta. Thì mình nói như vậy, thì trở lại vấn đề mình nói nhân vô ngã cái đã, rồi nói pháp vô ngã sao, thì thầy muốn mở rộng cái điểm này cho quý học viên một chút xíu. Thì ai trong đời sống này ai cũng chắc hết, mà chắc chặt luôn á. Bây giờ mình tưởng tượng cái chắc đó nó không có cái gì để mình ví dụ được hết trơn, nhưng mà có thể chị thấy nó cái dây leo của tường á, tường là nó đâu có cái gì đâu mà dây leo nó bám ghê gớm. Cái dây leo mà để làm hàng rào rồi đó, thường thường mình thấy á, phải không? Thì bây giờ mượn cái đó, cái chúng sanh nó chắc chặt còn hơn cái dây leo đó nữa, mà phá hoại nó khó, khó vô cùng. Cho nên nó chấp chặt vào cái đời sống, chấp chặt vào cái ta này, cái ngã chấp ta này nó mạnh như lắm. Cái gì thấy nó mạnh như lắm, mà khó mà phá nổi. Vậy thì cũng như cái thân của mình nè, chấp chặt đời sống của mình, rồi mình cái gì cũng sống cho mình hết, rồi phục vụ cho mình, ai cho đến địa vị công danh mặt mũi gì đó cũng không có xả bỏ được, mà nặng chừng nào thì nó lại khổ chừng đấy. Quý vị thấy không? Chấp nặng chừng nào thì lại khổ chừng đấy. Mình bởi vì mình thấy rằng vậy thì mình từ cái thân này từ đâu mà có, mà nói đến cái thân này từ đâu mà có, thì tại mình ngơ ngơ ngáo ngáo, không có biết gì hết trơn, phải không? Cũng như bây giờ đó, cha sanh mẹ đẻ mình ra, trong cái đời sống của mình, tự nhiên mình nuôi cái chất tâm này, rồi cuối cùng mình phục vụ cho cái chất tâm này, cho cái thân này của ta, đời sống của ta muốn sung sướng ăn no mặc sướng cái gì, thẩm diễn cái gì, đời sống thành tựu sự nghiệp công lao cái gì, học hành cho đến học hành cái gì đó cũng đều lấy cái ta mà ra để ứng phó. Nhưng mà cái ta này từ đâu mà có thì không ai biết, thấy vậy đó, không ai biết. Vậy cái ta này từ đâu có? Bây giờ hiện bây giờ mình nói mình có cái ta không thì ai cũng công nhận có cái ta, phải không? Nhưng mà khi sau mà vô Big Family rồi đó thì cái ta này nó từ đâu, nó còn không? Cũng như bây giờ chết rồi thì cái ta này về đâu? Mà ai cũng dành dụm cho cái ta này hết vậy? Lúc ta trẻ thì chắc cái ta, lúc già cũng chắc cái ta, lúc mà giàu sang phú quý cũng chắc cái ta, thậm chí cho đến thông minh danh lợi cũng chắc cái ta. Nhưng mà cái ta này từ đâu mà có thì không ai trả lời được hết. Có phải là thứ nhất là nói về cái nhân vô ngã là mình không ai biết hết, mà không ai biết thì nó là vô ngã. Mà nói vô ngã thì không ai chịu, ai cũng thừa nhận là tôi hết. Nhưng mà nói tới tôi thì ở đâu ra thì tôi không có biết. Thì nếu bây giờ đó là một cái bình thường. Nhưng bây giờ mình đi sâu tu thêm một chút xíu. Vì thì cái nhân này nè, cái nhân cái ta, cái luân hồi này nè, cái nhân luân hồi ta này nè, tại sao cái hiểu biết phát sinh nè, tại sao là Đức Phật nói là sanh tử luân hồi nè, dễ thấy lấy cái ta này làm cái luân hồi, vậy thì cái ta này từ đâu mà có, nguồn gốc của cái ta này từ đâu mà có, mà tại sao ta cứ phục vụ cho cái ta nào, thấy không? Thì nếu mà chúng ta suy xét ra thì chúng ta thấy chúng ta nó thông minh không, nhưng mà ai cũng mình cũng cho là thông minh, cũng cho mình là thông minh, nhưng mà chính bản thân mình lại mình không thông minh cho mình.
thì đây là cái nhân, cái chánh nhân để mình phát tâm tu hành. Thì cho nên Phật nói ai phá được cái ta này thì giải thoát. Phá được cái ta này là không phải là không thừa nhận cái ta mà giải thoát, không phải. Không thừa nhận cái ta thì càng ngu si hơn cái người thừa nhận. Tại vì thừa nhận có một ngày nào đó thì nó phát hiện ra cái ta, còn mình không thừa nhận cái ta thì làm sao phát hiện cái ta. Cho nên không thừa nhận cái ta ở đây là người đã hiểu được cái ta, cũng như hiểu được cái ngã pháp của ta, hiểu được cái nhân luân hồi của ta. Vậy thì cái nhân luân hồi sanh tử của ta này từ đâu mà có? Thật thì không ai biết hết. Nhưng mà cuối cùng cái ta này nó giành giật. Bây giờ ta là, quý vị thấy chúng ta bây giờ chúng ta giả sử đi, 1 tuổi mẹ sanh ra, 1 tuổi thì có cái ta 1 tuổi, phải không? Đó. Rồi từ 1 tuổi đến 20 tuổi thì cái thân của ta, phải không? Ai cũng thừa nhận là thân của ta. Thậm chí cái thân này xấu xí nhưng mà cũng không thể dục ra được, cũng không thể luyện nó ra ngoài sân cho xe lăn cá cũng không có được nữa. Xấu xí cũng là thừa nhận là ta, đẹp đẽ thừa nhận cũng là ta. Thì từ 1 tuổi đến 20 tuổi là cái ta, rồi từ 20 tuổi đến 40 tuổi thì cũng là cái thân này, nhưng mà nó biến hiện như thế đó cũng là ta. Cái chấp cái ta này nó cứng nhắc như vậy đó, chặt cứng như vậy. Thì từ xa 40 tuổi đến 60 tuổi gọi là 60 năm trong cuộc đời. người ta nói là 60 năm trong cuộc đời. Đó, có vui như thế nào không? Thì cái bài hát nó diễn tả thì có thể thầy nghĩ nó chắc ai cũng ít nhiều nghe. Thì thầy cũng nghe thoáng thoáng chứ thầy chưa nghe hết bài. Thì bây giờ 60 năm trong cuộc đời. Từ 20 năm đầu gì đó, rồi 20 năm sau. Thì cuối cùng 60 năm này cũng chẳng có hưởng được bao lâu, phải không? Rồi từ 60 quý vị đến 80, từ 60 đến 80 thì cái nghiệp tương đau nó trải, nó trả. Nghiệp tương đau nó trả. Thì từ 6 đến 80 thì khổ, là trả nghiệp, chứ không có lợi là 60 năm vui, chỉ có 60 năm trong cuộc đời, nhưng mà mất hết 20 năm đầu ở giữa rồi cuối cùng thì nó cũng không còn bao nhiêu, phải không? Cho nên á, vậy thì ai cũng chấp từ 60 tuổi là U60 đến U80 là ta. Nhưng mà bây giờ cho thêm một chút xíu nữa đi, 10 năm nữa là 90, U90, phải không? Người nào không quá U90 thì giờ cho tối thiểu là 90. Vậy thì 90 này vô trong lò thiêu, 90 này vô trong lò thiêu, phải không? Vậy thì cái ta này đâu đi? Cái ta này từ nó bắt đâu đi? Ha? Nếu nói là ta thì cái thân này vô trong lò thiêu, thiêu thành tro đó, thì phải cái ta, cái cốt của ta. Tại vì từ cái thân này nó biết ra cái tro thì là của ta chứ. Nhưng mà không có ai thừa nhận của ta hết á. Rồi sau đó nếu mà chôn á, thì cái cục đất á, thì cục đất là ta. À, nhưng mà không ai thừa nhận cục đất là ta hết. Cái gì thấy không? Cho nên tìm cái ta trong cuộc đời của ta, không thấy có ta. Thì quý vị thấy việc trở gì? Cho nên mới gọi là nhân vô ngã. Nếu mà ta đó của ta, thật sự của ta, cái gì của ta, thì hãy ta làm chủ cho ta. Còn người ta không có làm chủ cho ta thì không thể gọi là ta. Cho nên người tu học nó làm như vậy đó. Vì nó có phải là cái nghĩa là nhân vô ngã không? Đó. Bây giờ nó nhân vô ngã mình đi sâu thêm một chút nữa. Đó là nói cái nhân là ta, là nói là nhân vô ngã. Bây giờ sâu thêm một chút nữa. Vậy cái nhân này nè, cái nhân sanh tử này nè, cái nhân mà làm con người nè, cái nhân mà đầu thai nè, cái nhân mà mình sống hiện hữu nè, phải không? Vậy thì cái nhân làm người này nè, cái nhân mà có con người này nè, từ đâu mà nó có?
Bây giờ đi truy tìm, mình đi truy tìm đó. Hàng. Bây giờ quý vị có cha có mẹ, thầy cũng có cha có mẹ. À, cha mẹ sinh ra mình, ha, thì có phải là từ cha mẹ không? Thì cha mẹ có phải từ ông nội bà ngoại không? Ông ngoại bà ngoại không? Ha, bây giờ mình truy tìm, truy tìm của cái nhân mà nguồn gốc á, ha. Thì á, cuối cùng á, ông nội bà nội cũng có trên nữa, có bà sư cô hay là ông cô ngoại cô gì đó. Rồi trên nữa cũng còn một đời nữa, thì mình cũng còn có cái từ để gọi nữa, ông sơ bà sơ gì đó ha. Nhưng mà trên nữa thì không gọi được nữa là bởi vì ông có danh từ. Nhưng mà bây giờ tạm thời nó đặt danh từ đi. Nhưng mà bây giờ đặt không được, bây giờ giả thiết ha. Muôn ngàn triệu năm trước, muôn ngàn triệu năm trước, vậy thì cái nguồn gốc ông bà mình từ đâu mà có? À, như là đi tìm cái nhân bắt đầu của ông bà cha mẹ của mình á, cái nguồn gốc làm người á, nó vốn không có. Bây giờ giả thiết 10 triệu năm trước thì hỏi cái hai cái người nam với người nữ này từ đâu mà có? Cũng như bây giờ có một người nam người nữ, rồi xong rồi sau này nó sanh sản ra cái loài người đi. Nhưng mà từ mình hỏi đầu tiên của cái người nam người nữ này từ đâu mà nó có? Phải không? Nếu mà nó còn có nữa thì trên nữ nó phải còn có nữa. Cho nên nó có quà. Bây giờ muốn ngàn triệu năm trước, cái quả địa cầu này chưa thành lập thì cái loài người này từ đâu mà có? Thì chúng ta đi tìm cái nhân bắt đầu của một cái sinh mạng á, phải không? Thì tìm không ra. Thì đã tìm không ra thì có phải là vô ngã không? Mà không có cái chủ thể, không có cái ngã thật của cái chủ thể này. Nhưng mà không có ngã thật của chủ thể này, nhưng mà từ đó nó có cái chúng ta. À, thì cái này tự mình giải quyết thôi, có cách nào không? Thì Đức Phật mới nói á, sau này là chứng ngộ cái tự tánh chân như du di á. À, thì chúng ta tự hiểu. Đó, chúng ta sẽ tự hiểu. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới hiểu được cái ngã vô ngã của cái pháp mà Đức Phật đã đề cập, nhân vô ngã. Còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu vậy thôi, nhưng mà không hiểu được cái thật sự cái nhân vô ngã của cái thỏa ban đầu, của cái thôi phai ban đầu, của cái sự chuyển hóa cái nghiệp nhân sanh tử ban đầu, chúng ta không hiểu. Nhưng bây giờ Phật thì nói trắng ra mà chúng ta lại không thừa nhận. Phật nói trắng ra rồi nhưng mà chúng ta không có thừa nhận. Anh chị thấy không? Phật nói trắng ra nhưng mà chúng ta không thừa nhận. Bởi vì chúng ta không có hiểu được cái nhân vô ngã của Phật muốn đề cập. Cái nhân vô ngã của Phật đề cập. Cho nên bây giờ luận hiểu được cái nhân đã là vô ngã rồi, là không có cái ngã thật rồi, không có cái thật ngã rồi. Nếu mà có cái thật ngã thì cái nhân đó không có bị biến hoại, không có bị các duyên để mà tác động vô. Thì cái nhân đó phải là cái nhân tự chủ, nhưng tất cả các pháp đều không có tự chủ. Bởi vì sao gọi là không có tự chủ? Bởi vì nó là vốn vô ngã. Nó là như vậy. Cũng như là không tự chủ là phụ thuộc, phải không? Nó không đứng một mình để nó sanh ra được thì nó phải phụ thuộc. Cũng như mình phụ thuộc vào cha mẹ phụ thuộc vào ông bà phụ thuộc vào những cái khác. Cho nên tìm cái nhân bắt đầu của cái sự sanh khởi không có, thì chứng tỏ là nhân vô ngã là cái nhân đầu tiên, cái phôi phai đầu tiên chuyển hóa, hay là phôi phai đầu tiên để sanh ra tất cả các cái ngã pháp, hay là cái nhân đầu tiên sanh ra. Bây giờ mình thấy không, trùng duyên khởi đều là phụ thuộc. Bây giờ mình thấy không, rõ ràng bây giờ nó là cái một nhân đi, một cái nhân vô ngã, hay là một nhân có hữu ngã, một nhân vô ngã. Nhưng mà mình thấy mỗi chúng sanh đó, đều có cái ngã của ta,
Thì thấy không? Người này có cái ngã của ta, người kia có cái ngã của ta, mà muôn ngã như vậy đó, tại sao mà gọi là vô ngã? Bây giờ nhưng mà muôn ngã như vậy, mỗi mỗi con người đều hiện hữu khác nhau, nhưng mà có cái ngã của ta, nhưng mà đi tìm cái nguồn gốc của cái ngã của ta thì giống nhau, không ai khác ai hết, giống nhau hết, phải không? Không ai khác hết, giống nhau. Nhưng bây giờ mình hiểu được cái đạo lý này á, thôi, mình hiểu được cái đạo lý này đó, thâm nhập cái đạo lý này đó, thì tự nhiên cái tâm từ của mình, tâm bi của mình, tâm tranh giành hơn thua của mình á, nó cũng giảm đôi phần. Bởi vì sao vậy? Nếu mà hiểu được cái đạo lý này còn hơn là anh em một nhà. Cái gì thế? Chúng ta đi tìm đó, chúng ta không có thì chứng tỏ rằng là nhưng mà ai cũng thành lập hết, ai cũng thành lập cái tư ngã hết, ai cũng thành lập cái tư ngã của mình hết. Nhưng mà đi tìm cái đó không ai ra hết. Thì mình hiểu được đạo lý này á, thì bây giờ nam nữ hay là trắng hay đen hay cái gì đó thì cũng có một gốc thôi. Thì nếu mình đã có một gốc thì giống như anh em trong nhà thì phải tương thân tương ái, hiểu được đạo lý, ngộ được đạo lý này thì không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có cãi giả, không có bao giờ có cái sự tranh giành hơn hơn thua. Mặc dù chúng ta mỗi mỗi điều khác, nhưng mà truy tìm cái ngã xanh của chúng ta đó, cái ngã, cái nhân xanh của cái của ta đó, cái thân của ta đó, cái nhân thanh xanh của cái ngã chấp của ta đó, thì chúng ta thấy đồng nhất à. Thì đồng nhất là một nguồn gốc rồi, một gốc rồi, đã là một gốc thì giống như sanh ra cùng này, thấy không đó. Thì mình hiểu được đạo lý này đó, thì cái sự mà chấp ngã của mình nó cũng thay đổi một câu phần này, thấy không đó. Thì bây giờ tôi với chị, tôi với ông, tôi với này kia mỗi mỗi khác nhau, nhưng mà xét cho cùng thì chúng ta có một nhân này là cái nhân vô vô ngã đó. Đó, thì bây giờ thấy chúng ta hiểu được cái nhân vô ngã như vậy đó, thì chúng ta từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới lớn, nhưng mà chúng ta chấp lại cái hữu ngã ra là ta đó, thì nghịch lại là nhân vô ngã của Phật Phật dạy, thì nó muôn ngàn đau khổ ha, thì phải là như thế. Cho nên đó, bây giờ nhân vô ngã như vậy thì nó pháp vô ngã, bởi vì nhân không thật ngã thì pháp cũng không có thật ngã đó, là như vậy. Cho nên đó, vì nhân không thật và các pháp á cũng không thật có, nên Phật gọi là tất cả các pháp đều là vô ngã, tức là nhân không thật và pháp không thật vậy. Đó là đúc kết lại thầy dựa trên cái bài của Hòa Thượng mà thầy chuyển khai rộng ra quý vị, để quý vị cho theo dõi dễ thôi. Như thế lượng chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ hai, thế nào là vô ngã. Đó, thì hai cái này đưa ra đó là pháp vô ngã, nhân vô ngã. Thì bây giờ mình nói nhìn lượng dụ cái nhân của cái sự vô ngã và pháp cái sự vô ngã là như vậy. Rồi đó, kỳ sau chúng ta sẽ học vô cái bài câu kệ này ha, có cái câu chánh văn nè: như thế tôn ngôn, thấy như thế à, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp, dân hà di vô ngã. À, vậy thấy á, như lời Đức Phật dạy, như lời Đức Phật nói, tất cả các pháp không thật, dạy tất cả các pháp thì vậy cái gì là tất cả các pháp và sao gọi là không thật, thì chúng ta sẽ vô đây học từng bài kệ đó là như vậy. Nói vậy là ngày mai là nói vậy hả, đi tham tất cả hả? Ở sao vậy mà đưa ra cái thầy đây gì? Ở trên thì tốt. Tại vì thầy tuần này tuần tới thầy rất là bận. Dạ, thầy rất là bận. Rồi xin mời tất cả học chúng ta hồi nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đàn.